đây, đây là cái sản phẩm mà nó nói tấm trắng như gì nha, tấm trắng mà từ than tre. Trời ơi, em nói gì, cái này nó trắng lắm quý vị ơi. Và một điều đặc biệt là mình massage chừng 15-20 phút dùm em là sẽ có một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Rất là trắng cho cả nhà ơi, tại cái này sản phẩm này là em xài của vậy. Em test luôn, đây em đang test cái tay của em cho cả nhà mình coi nè. Đây, rất là trắng nha mấy chị nha, tại vì hàng ngày là em cũng sử dụng cái sản phẩm của Mạnh Linh Bồi luôn, rất là trắng. Hàng ngày là em đều sử dụng như vậy nha, hàng ngày em đều sử dụng luôn. Bao điều đặc biệt là cái này mình tắm mặt được luôn nha chị nha, mình tắm mặt được luôn, em cho gì coi bằng tay của vợ em nè chị. Trắng lắm mấy chị ơi. Rất là trắng luôn, hàng ngày em đã sử dụng cái sản phẩm này, rất là trắng. Đây hai tay nè, trắng luôn. Đó quý vị thấy không? Nghĩa là cái bàn tay chúng ta sẽ khác hẳn liền nha quý vị nha. Rất là trắng và cực kỳ mịn màng luôn nha quý vị nha. Chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho em. Công ty cực kỳ lớn gì nha, chuyên về cái dòng tắm trắng luôn. Cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả. Ai mà đen quanh năm, ai mà ta nói da trâu, da ơ gì đó sử dụng được hết quý vị nha. Rất là mịn màng luôn. Bên đây là có ta nói là body ban đêm và body ban ngày luôn. Mua thì cứ để số điện thoại giùm cho bên em sẽ alo. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đây quý vị nó coi. Có hai cái quần rõ rệt luôn nè cả nhà ơi. Ôi trắng lắm nha cả nhà ơi. Quỳnh ơi tắm toàn thân đi, anh tài trợ mà. Ủa rồi vợ tao cởi đồ để tại livestream cho mày mới vừa lòng hả Mạnh Linh Bùi? Không, em có sử dụng hàng ngày mà tại mấy bữa nay em chưa sử dụng lại á. Cái con Mạnh Linh Bùi tại vì bắt vợ tao cởi đồ để cho thiên hạ mấy ngàn người coi là mày mới chịu hả mày? Dạ cả nhà ơi, rất là trắng nha mấy chị nha. Những chị nào mà hay mà đi mà không có dưỡng kem giống như em á là mình sử dụng cái tắm trắng một bước thì nha mấy chị nha. Tại ôi, vì đúng em... rồi, có giấy kiểm định đồ đầy đủ đúng rồi, yên tâm giùm cho em đây. Quý vị coi hai làn da chúng ta sẽ khác liền và bằng tông cực kỳ nha chị nha. Đây thì coi nào mình đưa vô mình đây. Đây, chị em nào mua để số thoại giùm cho em chị không? Thấy hai làn da gì bên đây trắng và bên đây đen như chị nha. Chị em nào đen cỡ nào cũng sử dụng được hết, một điều đặc biệt rất là mịn màng của chị nha, xài là mê liền. Xài là chết mê chết mệt liền, sản phẩm cực kỳ tốt và cực kỳ ok luôn. Dạ vậy em mới vừa lòng. Mày kêu vợ mày đó mày làm. Thì mày cũng có vợ, mày tự mày kêu vợ mày cởi đồ ra rồi tao nói chát lên làm đi. Mày mời tao làm, tao phải mời vợ tao làm, mày giờ cái này nó trắng quá, vợ tao nó xài, nó chơi với tao luôn. Mà mày nở lòng nào mày kêu vợ tao thoa toàn thân. Giờ bây giờ vợ tao mặc bikini lên đây thoa cho mày mới vừa lòng hả Mạnh Linh Bùi? Dạ 490.000 một chai nha chị Nguyên Nguyên ơi. Mà phải chi vợ tao tướng đẹp, tao cũng cho nó lên livestream mặc bikini đồ này đồ á. Mà vợ tao nó như cái hộp mít gì đó, nó lùng tè mà như cái hộp mít mà cắm hai cây tâm. Nó xấu như quỷ gì đó mà mày xà lên livestream mà tao nói chó coi. Mấy chị biết sao không? Tại vì hồn xuyên đó là da em cũng trắng lắm chứ nội tệ gì đâu. Mà mấy ngày nay em đi ăn nắng không có sử dụng kem á, không có dưỡng kem nhiều á. Những chị nào mà giống như em mà không có thời gian mà dưỡng kem nhiều là mình mua cái chai tắm trắng một bước này qua Mạnh Linh Bùi sử dụng nha cả nhà ơi. Rất là trắng nha mấy chị nha. Chỉ cần một phước thôi là mọi người ghiền liền nhau chị nha. Một cái chai nó hơi bự xíu 490.000 mua để tớ thọ giùm cho em chị nha. Cảm ơn vậy. Thì chị em và sản phẩm là nguyên liệu được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc cho chị nha. Đây, Maze sản phẩm là Hàn Quốc hết, tất cả là tiếng Hàn Quốc hết nha mọi người nha. Đây cái chai cũ vô cái chai này em đang xài nha chị nha. Đây, kem body bên đây là có hai dòng, một dòng ban đêm và một dòng ban ngày nha mấy chị nha. Ban ngày là có sản phẩm kem tắm body này là chống nắng cho cả nhà mình luôn. Cho nên là cả nhà mình an tâm nha. Khi cả nhà mình xức cái kem body này vô là không cần rồi, không sợ bị bắt nắng nha cả đúng nhà. Rồi, có hai loại, body ban đêm và body ban ngày luôn. Dạ, kem body là 490.000 luôn nha cả nhà ơi. Những chị nào mà muốn nguyên một cái combo này luôn á là với giá là 1.470.000, cả nhà mình mua ngày hôm nay sẽ được free ship và tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha. Nguyễn Trung Hiếu, kem body nhiêu tiền là 490.000, chị em nào cần body thì để số điện thoại giùm cho bên em cái gì nha. Body là 490.000 và xài cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Cả nhà mình cái chai cái kem body này rất là dễ thương luôn, cả nhà mình có thể để trong cái túi xách đó mấy chị, nhưng mà đặc biệt là cái kem body nó thẩm thấu vô làn da nha mấy chị nha mà không hề bị lộ vân kem. Em nói thiệt luôn, cả nhà mình có thể là mua thử thôi, mình mua thử một chai thôi là mình sử dụng xem như thế nào rồi mình ủng hộ tiếp nha mấy chị nha. Rất là hiệu quả luôn. Mấy chị biết không, mình xức lên là nó trắng liền luôn nhưng mà nó không hề bị lộ vân kem nha cả nhà, mà thấm thấu vô cái làn da của mình luôn. Và ta nói là để có một làn da trắng sáng đi mất cúp đi dự tiệc, chúng ta hãy nhớ tắm trắng bằng cái serum, bằng cái tắm trắng Acea Skin này. Đây là trắng thật nha chị, nụ cười không vui ơi. Cả nhà mình có thể là mua về mình sử dụng thử đi rồi mình sẽ mua nhiều hơn nha mấy chị nha. Tại cái sản phẩm này nó là sản phẩm cao cấp đến từ Hàn Quốc cho nên cả nhà mình an tâm nha. Thì bên em tổng cộng một combo gồm 4 món. 4 món bên em bán là 1 triệu 470 ngàn, gồm một cái tấm băng
Ở bí mật đêm trường hàng đồng đại chim hả? Dạ cảm ơn em. Dạ đây là cái chai tắm một lần, là cái chai nó màu đen cái gì nha, xài màu đen là cực kỳ ok, xong là 400 ngàn, mà sau khi mà da trắng xong thì xài tắm hàng ngày dùm cho em. Tắm hàng ngày là cái chai màu hồng cái gì nha, ngày nào cũng tắm nó trơn trọi thì da nó bật tông lên, và sau khi mà da trắng lên thì chúng ta sử dụng cái chai ban đêm cũng như là chai ban ngày dùm cho em, mình kết hợp một bộ sản phẩm dùm cho em mà da cực kỳ sáng và cực kỳ mịn màng luôn. Cảm ơn quý vị rất nhiều, nhanh tay lẹ chân dùm cho em gì nha. Thôi bây giờ em chúc mọi người buổi tối vui vẻ, còn chị em nào cần để số điện thoại dùm cho em. Cảm ơn mọi người, bye bye mọi người, xin chào và hẹn lại, tạm biệt mọi người.